Ok, Ok, con đã lâu đấy, bà nhá. Nào. Đồng Minh. Are they coming over for dinner? Are they coming over for dinner? Chính xác, rất tốt. Câu số 2. Well, it's not sleeping on our sofa. Đáp rất tốt. Câu số 3. My mother-in-law is staying at our house this week. Đúng rồi, cô hỏi nhá, mother-in-law có nghĩa là gì? Mother-in-law có nghĩa là mẹ, mẹ vợ hoặc là mẹ chồng, được chưa? Được chưa? Mẹ vợ hoặc mẹ chồng, được chưa? Câu số 4. I'm eating my dinner right now. Sai. Đọc lại. Động từ to be của Đăng Minh đâu? Eating. I am eating. Nhớ chưa? Sai vớ vẩn nhá. I am eating my dinner right now. Tiếp theo câu số 5. Mấy cái từ này đâu là gì ở cô ơi? Phoebe, đây là tên người con ạ. Đọc đi con, Phoebe. Phoebe is working at the hair salon ăn at this September. Chính xác, câu số 6. Why is he playing football tomorrow? Why is he playing football tomorrow? Chính xác, câu số 7. There are not a new shopping mall downtown. Okay. They are not opening a shopping mall downtown. Rõ chưa Đăng Minh? Yeah. Cô downtown là gì hả cô? Downtown là một cái khu sầm uất ấy, khu kinh doanh sầm uất nhá. Được chưa? Khu kinh doanh sầm uất. Rất là thú vị. Được chưa? Ok. Okay, tiếp theo này. Look at the picture and answer the question. Trong bài này con sẽ phải nhìn tranh và trả lời các câu hỏi của cô nhá. Ok, so where are these people? Where are these people? The people is people là số nhiều thì phải là gì? People. Số nhiều. People. Số nhiều thì phải là ai? Tức ra này là y. The people are playing. Không phải, sai rồi. Where cơ mà, where là ở đâu? Những người này đang ở đâu? On the garden. In the garden. Okay. So how many people can you see? How many people can you see? Five. That. No, six. Six, very good. Đúng rồi. How many boys can you see? How many boys? How many boys, Đăng Minh? Four. Four? Boy là cậu bé đúng không? Thì chúng ta sẽ chỉ có mấy thôi. Cậu bé cơ mà. One. Đúng rồi. So how many girls can you see? How many girls? One. Very good. So how many women can you see? Sorry, how many women can you see? One. Very good. Đúng rồi, rất tốt. Okay. Now, look at the picture and choose the answer. Thì trong bài tập này rất dễ, Đăng Minh không phải tự trả lời mà con sẽ có được lựa chọn những cái câu trả lời. Được chưa? Chúng ta sẽ có một câu hỏi và chọn câu trả lời. Câu hỏi chính là các câu 1, 2, 3, 4, 5. Sao con? Cái y ở trên kia biểu tượng cho cái gì hả cô? Y đâu? Y đâu? E á? Y ở câu 1. Vâng. Đấy, con chưa nghe cô hướng dẫn là đã hỏi rồi. Ok, các câu hỏi là các câu 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa nào? Và các câu trả lời con
chọn là các câu A, B, C, D, E. Con hiểu chưa? Chúng ta sẽ có câu 1 nhé. What is the big boy doing? Nghĩa là cậu bé lớn đang làm gì? Chưa? Thì con nhìn thấy cậu bé lớn làm gì đấy? Đang đập bóng đá gì? Thì ở đây cái cậu bé mà người ta muốn nói là cái cậu bé này này. Thì người ta đang làm gì? Đang fishing. No. Flying a kite. Flying a kite. Đúng chưa con? À, đúng rồi, cái này như cái cục. Ờ đúng rồi, cái này nó hơi khó nhìn một chút, được chưa? Mà thực ra người ta viết từ big boy ở đây thì nó cũng không hợp lý lắm, được chưa? Người ta muốn chỉ một cái người đàn ông mặc áo khoác, nhưng mà người ta lại big boy thì nó không hợp lý lắm. Tuy nhiên thì mình vẫn chấp nhận cho người ta nhá, được chưa? Ok, thì vậy thì câu 1 sẽ là đáp án. Con bảng luôn, không phải là cho là đúng thì thôi. Ừ, ok. Tương tự như thế, con trả lời, con chọn các câu trả lời phù hợp cho các câu 2, 3, 4, 5 được không Đăng Minh? Yeah. Nhanh cho cô nhé. Cô ơi, có 4 câu mà trong khi đây ở dưới kia có 5 câu lại rồi. Có 5 mà. Câu 1 người ta làm mẫu đúng không? Câu 1 người ta làm mẫu thì mình sẽ gạch được đáp án gì đi rồi? E đi rồi. Thì có 5 câu, 4 câu chứ con. À. Ok, con làm đi nhá. Yeah. Very good. Nào câu số 2 con chọn đáp án gì? Câu số 2 con chọn đáp án the man. The man, chính xác đáp án B, đúng rồi. Câu số 3, who is waving? Con chọn đang đi. Chính xác. What is the girl doing? Con chọn đáp án C. C. Con đáp án bằng câu 5 thì con chọn đáp án chính xác, đúng rồi. Ok. Kicking a ball có nghĩa là gì? Kicking là có kicking a ball. Đang hạ. Sai rồi. Đang hạ là gì? Sai rồi. Kicking a ball cơ mà. Kicking a ball. Có nghĩa là đá của nó. Đúng rồi, đang đá bóng. Được chưa nào? Ok. Tiếp theo nhá. Chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo này. Read the question and write one word answer. Thì trong bài này nó khó hơn một chút, đó chính là con sẽ phải đọc câu hỏi và điền câu trả lời. Mỗi một chỗ trống thì con chỉ điền một từ thôi. Con đã rõ chưa? Dạ. Được chưa? Cô nhắc lại nhá. Điền câu trả lời với một từ. Ví dụ câu 1 này. Cô sẽ làm ví dụ cho câu 1. Câu số 1. Who is kicking a ball? Có nghĩa là ai đá? Ai đang đá quả bóng? The small gì nhỉ? Con sẽ điền từ gì?
Small gì nhỉ? Small boy. Chính xác, rất tốt. Tương tự như thế con làm cho cô 2, 3, 4, 5 đi. Con làm đi. Hả, xong rồi ạ? Xong chưa? Ok, rồi. Câu số 2 con điền là gì? Câu số 2 con điền là running. Là? Domain is running. Chính xác. Câu số 3. Câu số 3 là gì ạ, Đăng Minh? The girl. The girl. Chính xác. Câu số 4. Wavy. Chính xác. Câu số 5. Câu số 5 là gì? Big, a big boy. Đâu, câu số 5 là what is a boy flying? Có nghĩa là cậu bé to lớn đang thả cái gì thì phải cậu bé to lớn đang thả một con diều nhá. Đăng Minh đã rõ chưa con? Yeah. Okay, rồi. Có cái gì khó không? Trong bài này có khó không con? Không. Đều dễ. Đều dễ đúng không Đăng Minh? Đều dễ đúng không con? Dễ hay khó? Hả? Dễ hay khó? Dễ. Không đó. Ok, very good. Được rồi. Ok. Nào tiếp theo nhá, tôi trả lời cho cô một số câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, how many friends have you got? Con trả lời đi. How many friends have you got? One? Zero. Okay, very good. Okay. What do you often do in the park? What do you often do in the park? Often là thường. Con thường làm gì ở công viên? I playing and running. You are play. Ở trong cái phần này lưu ý cho cô này. Đối với những cái câu hỏi tần suất, câu hỏi tần suất là gì? Câu hỏi với trạng từ tần suất là những cái câu hỏi về cái tần suất mà con thực hiện một cái hành động. Được chưa? Nó sẽ thường đi với từ often, ví dụ như là how often chẳng hạn, tần suất như thế nào. Được chưa? Nghĩa là con làm một việc thỉnh thoảng, thường xuyên hay là hiếm khi. Thì đây là một cái thực tế, chính vì thế con sẽ không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn nhá. Con sẽ sử dụng thì hiện tại đơn giản cho cô, được chưa? Ví dụ con sẽ thường là chạy và chơi ở công viên thì con sẽ nói, con chỉ nói là I often play and run in the park thôi. Con đã rõ chưa ở Đăng Minh? Ok, very good. Ok, được rồi. Ok, hôm sau thì cô sẽ cho Đăng Minh nghe nhá. Hôm sau mình sẽ kiểm tra kỹ năng nghe, được chưa? Bài ngày hôm nay có khó không con? No. Ok, về nhà nhớ học từ mới cho cô nhé. Chúng ta sẽ có một từ, đã có một từ mới rồi đấy, chính là cái nhà sàn, đúng không? Để ngày mai chúng ta học với Đăng Minh nhá. Nhớ chưa? Okay, được rồi. Ok, so goodbye, see you tomorrow. Goodbye. Bye. Okay. Bye.